Xin chào các bạn, mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một các loạt bài về thiết kế đồ họa. Thì trong cái bài hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về các cái thiết kế ở trong môn Corel. Một số các cái trường vẫn đang học các môn Corel và rất là nhiều bạn cũng có thể là thiết kế trong Corel. Các bạn nhìn một cái bài này, mình nói về nguyên lý một chút nhé. Thì ở đây mình cũng tham khảo các cái thiết kế ở nước ngoài. Thì khi mà chúng ta làm cái thiết kế, chúng ta cần có cái sự tương phản. Vậy thì tương phản là cái gì? Thì ví dụ như là một cái chữ này đi các bạn, ví dụ cái chữ này đi, vâng, thì nó tương phản là nó đặt trên một cái nền tối và chữ nó trên nền sáng thì nó rõ ràng, thì người ta gọi là tương phản. Hoặc cái khu vực này chẳng hạn, trên cái nền tối đúng không ạ, và mình để cái màu đỏ như thế, và nếu mình để màu đỏ không thì nó sẽ không nhìn được. Tuy nhiên là mình đặt cái chữ trắng trên cái nền đỏ và trên cái nền đậm thì nó lại một cái điểm nhấn. Vậy thì để làm được cái bài này như thế nào thì chúng ta các bạn sẽ cùng mình triển khai nhé. Đầu tiên thì mình mở cái phần Corel lên. Thì cái biểu tượng Corel đây ạ, các bạn nhìn đấy, đây là cái Corel 2021. Và sau khi mà mở lên thì các bạn sẽ có cái phần giao diện như thế này. Thì tuyệt đối là chúng ta không bấm vào mấy cái chức năng ở đây, bởi vì khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiểu là các bạn muốn mua. Bởi vì nếu mà cái phần mềm của chúng ta không chưa có bản quyền thì các bạn bấm vào đây là nó sẽ link tới cái hệ thống của họ. Vậy thì lúc này các bạn tắt đi bằng cách là các bạn bấm vào cái dấu cộng ở đây. Các bạn bấm vào dấu cộng, dấu nhân đây, tắt đi nhé. Và sau khi mình tắt đi này thì chúng ta sẽ vào file, chúng ta bật Ctrl+N lên. Lúc này mình sẽ thiết lập luôn cho nó, ví dụ như là để màu CMYK, chúng ta có thể để kích thước vào đây là 15 x 15 đi. Rồi, Enter. Vậy thì các bạn đã có một cái vùng làm việc như thế này. Bây giờ mình nhập cái hình đó vào bằng cách là mình sẽ kéo cái hình này vào nhé. Kéo vào trong Corel. Thì với Win 10 thì các bạn kéo được, như Win 11 thì nhiều khả năng là chúng ta vẫn chưa. À đây rồi, cái bản Win của mình là Win 11, chắc là nó sửa lỗi cái việc đó, là trước nó chưa cho chúng ta kéo trực tiếp đâu. Rồi vậy sau khi mà chúng ta làm xong cái hình này, bây giờ cái hình này mình sẽ khóa lại để cho nó không bị làm gì lại, nó không không chỉnh sửa được, chúng ta lock vào đây. Bây giờ xử lý cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho nó cái phần nền đã, bằng cách là vẽ cái hình chữ nhật, bấm vào đây. Rồi mình sẽ gõ luôn là 15 15 vào đây và nhấn phím P là căn giữa. Vậy sau khi xong thì mình sẽ chọn là F11. Mình sẽ bấm phím F11 nhé. Bây giờ mình bấm F11 thì chúng ta sẽ sổ ra cái bảng color này. Và chúng ta bấm vào phần color này. Sau đó thì các bạn bấm con chuột này vào cái phần color eraser để đo màu. Chúng ta đo được một cái màu tương tự cái hình bên cạnh này cũng thế. Bấm vào nó. Chọn cái màu nào đó mà các bạn thấy phù hợp, hoặc là các bạn chọn đúng màu. Bấm vào đây ạ. Rồi, có lẽ cái màu này mình sẽ cho nó xanh hơn một chút cho nó. Rồi. Đấy, nhấn OK. Vậy chúng ta có cái màu này. Vậy thì bây giờ nếu như này nó đang hơi ngược đúng không ạ? Các bạn có thể đảo ngược bằng cách là bấm vào đây đúng không ạ? Bấm vào cái ô này này. Bấm vào ô này để đảo ngược lại. Bây giờ xong mình sẽ bỏ cái phần viền đi. Bây giờ mình sẽ khóa cái hình này lại bằng lệnh kích phải vào nó, chọn lock. Được cái hình thứ nhất, bây giờ cái viền viền này này, chúng ta vẽ cái hình tròn ra. Đấy, các bạn vẽ hình tròn ra. Rồi. Vẽ cái hình tròn như này các bạn. Đấy. Sau khi mà vẽ cái hình tròn xong thì các bạn là có thể tạo cho nó một cái đường. Bấm vào đây. Rồi. Cho nó lên trên. Hai cái hình này mình sẽ chọn với nhau và mình chọn hình thứ nhất nhá. Nhấn Shift với hình thứ hai và mình lại chọn lệnh chim, cắt bỏ đi. Thì mình đã được cái hình này đúng không ạ? Tiếp tục bây giờ cái viền trắng này mình để lên một chút, trên một chút. Và mình sẽ xoay nó đi một tí. Bấm vào nó mình xoay đi này. Cho nó lệch lệch một tí. Rồi tương tự thế bây giờ mình lại bấm vào đây. Và mình bấm vào kích đúp của nó một cái nữa cho nó lệch một chút. Rồi đẩy lên lên một chút. Có hai cái hình này với nhau. Chúng ta chọn cả hai cái hình.
cái viền đen đen này này. Bây giờ mình cho viền trắng nhá, vàng nhá. Và mình chọn chức năng là combine Ctrl L này. Và sau khi xong thì mình sẽ vẽ một cái đường bằng lệnh rectangle. Rồi. Và mình chọn shift với nó. Lúc này mình sẽ chọn lệnh insert, đúng không ạ? Rồi mình đổ cho nó một cái màu trắng. Cái thứ còn lại bây giờ mình vứt đi. Bấm xóa đi này. Xóa đi các bạn nhé. Bây giờ mình bỏ viền cho nó. Rồi. Bây giờ tiếp theo là cái phần màu nền, mình sẽ đổ màu cho nó bằng cách là chúng ta dùng công cụ F11, đúng không ạ? F11. Tiếp theo là mình sẽ bấm vào cái ô màu và mình bấm vào phần color, mình di chuyển đây ạ, đo màu. Các bạn có thể chọn màu. Tiếp tục bên này cũng thế, mình bấm vào cái giải màu. Vậy là các bạn có thể được một cái màu như thế đúng không ạ? Đấy, nhấn OK. Vậy bây giờ cái phần này chúng ta sẽ bỏ viền cho nó đi. Kích vào nó. Bỏ viền và nhấn phím G, mình điều chỉnh lại cái màu này. Đấy, đẹp hơn ạ. Cái đường này mình cho nó xuống một chút. Đấy. Rồi, tiếp tục bây giờ còn một vài cái hình. À thế còn cái hình tròn tròn ở đây là gì? Nhấn cái phím F6 đúng không ạ? Sau đó thì mình đẩy nó vào đây. Đẩy vào đây. Nhấn phím F10. Các bạn bo cái góc của nó. Rồi. Đấy như này. Và bây giờ chúng ta nhấn công cụ Eraser. Bấm vào nó. Thì các bạn đã được một cái hình như này đúng không ạ? Đấy. Nó đăng ký ngay đúng không? Xử lý thêm một chút rồi gõ căn giữa này. Nhấn phím F8 đăng ký ngay. Rồi. Thì ở đây mình sẽ để cho nó màu trắng cho nó nổi các bạn ạ. Căn giữa hai với nhau. Sau đó thì bây giờ mình nhập cái cô gái vào. Vậy thì trước khi nhập cô gái thì mình làm cái chữ đã. Bây giờ mình gõ cái chữ này. Nhấn phím T mình gõ, à, xin lỗi như F8 đúng không ạ? Cao đẳng. Rồi. Chọn Ctrl A mình chọn bold đúng không ạ? Cho nó màu trắng này. Cái chữ Bách Khoa. Rồi. Thì cái chữ này mình sẽ tìm được cái phông nào đó. Ví dụ như bây giờ mình tìm cái phông nào nó dài chẳng hạn đấy. Các bạn chọn cái phông nào nó dài nhá. Ở đây thì mình cũng không biết cái phông nào đâu. Thì chúng ta đây là phông này cũng được. Đấy các bạn thấy không? Rồi. Vậy thì hai cái hình này mình sẽ đổ màu cho nó. Đổ màu chuyển sắc cho nó. Bây giờ mình thử nhá. Eyedropper đo cái màu vàng này, bấm vào đây. Các bạn thấy không? Nó đã được ngay đúng không? Nó được ngay. Bây giờ tiếp theo là mình xử lý thêm này. Ví dụ bây giờ cái hình này đây mình nhân bản nó ra cái nữa. Chúng ta còn nhớ cái lệnh công tua không ạ? Các bạn có thể vào Object các bạn chọn chế độ công tua. Thì ở đây nó có một số các chức năng, ví dụ con tua này. Đây mình tua nó ra bao nhiêu? Hai lớp, ba lớp. Đúng không? Ba lớp tua ra ngoài. Hoặc tua vào trong. Đấy, thấy không ạ? Thì ở đây có một số cái, ví dụ mình tua ra ngoài, tua vào trong thì tùy các bạn. Tua ra ngoài, 1, 2, 3. Đấy, ví dụ thế này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây là một cái mà cũng cũng khá là hay này. Bây giờ sau khi mình công tua xong nhé. Mình sẽ vào phần Object, mình chọn Pick kia. Ctrl K mình tách ra này. Đấy, để ra ngoài này cho các bạn nhìn rõ này. Mình tách ra, tách thằng này ra một cái này. Bây giờ cái thằng bên dưới này mình cũng lại vào Object mình. Xem nào. Rồi. Ăn group ra. Vậy là chúng ta có mấy đối tượng này đúng không ạ? Cho nó màu đỏ đi. Màu đỏ khó nhìn lắm. Màu trắng đi. Cái này chúng ta cho màu đỏ. Ví dụ thế. Đúng không ạ? Thử nó vào xem nào, trông nó ra gì không à. Rồi. Đấy các bạn thấy không? Ồ cái này có vẻ nó không được thuận mắt lắm. Đây để cái này đi. Đấy, để như này thì trông cũng được. Thì đấy là cái chức năng mà công tua của chúng ta. Bây giờ mình thử lại nhá. Nào bật cái công tua lên.
Thì ở đây có một số cái chức năng là chúng ta số lượng này, số lượng nhé, nhìn kỹ này. Cái chức năng công tua ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là tua center là vào trong đúng không ạ? Cái này vào trong, cái này ra ngoài, để ra ngoài. Số lượng này, độ dày mỏng này. Thế bây giờ mình để hai, mình chỗ này mình để 0.1 thôi cho nó. Rồi. Đấy, câu tua. Độ bo góc này. Một số cái chế độ bo này. Đấy. Để này hợp lý hơn. Rồi sau khi xong mình vào object mình tách ra. Đúng không? Sau khi xong nhá, mình sẽ vào phần object để mình tách ra. Ở đây đang xóa cái này đi đã. Xóa đi. Đấy, để nó vào như này chẳng hạn, đúng không? Cũng khá là hay. Thì nếu mà chúng ta không ấy, chúng ta có thể đổ màu luôn ở đây chẳng hạn, này có màu này. Thấy không ạ? Thì các bạn có thể đổ màu ở đây, ví dụ đấy, ví dụ để như này cũng được. Cũng cũng khá là hay. Và cái màu ở bên trong thì mình màu chuyển này mình để màu xanh rồi đi. Rồi. Đấy. Thì đây là một cái phương án mà mình nghĩ là nó cũng cũng khá hay để cho chúng ta làm. Tương tự thế là cái chữ khoa này cũng thế, chúng ta cũng làm tương tự, chọn con tua. Rồi. Bật nó lên. Enter. Cái chỗ này mình phải để ra ngoài đã nhá. Rồi, bật con tua này. Đấy. Thì các bạn đã được cái cụm chữ này đúng không ạ? Rồi, trông khá là hay. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta làm thêm một cái nữa là chúng ta tách cái ra. Các bạn nhìn này. Bỏ viền nó đi. Bỏ màu nền đi để màu trắng này. Đấy, thấy không ạ? Bây giờ tăng cái phần size nó lên bằng lệnh F12. Bật nó cái phần này tăng lên một chút. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó rất là tương phản. Rồi, đấy. Đúng không ạ? Cái hình này tương tự thế. Chọn công cụ eraser đo vào cái thuộc tính này này. Đấy. Và chúng ta cũng có cái chữ này. Rồi. Vậy là các bạn đã được cái hình này đúng không? Rồi nhập cả cái cụm này đi, cho nó lệch lệch một tí như hình kia được không? Ctrl G bấm đây, đẩy lên một chút này. Đấy, thấy không ạ? Rồi chúng ta Ctrl Y mình nhập cái hình cô gái vào, hoặc là chúng ta kéo vào cái cô gái này, chúng ta đẩy vào đây. Rồi. Lưu ý nhé, tuyệt đối cái người người và logo chúng ta không được có kéo bóp méo kiểu đấy đâu nhá. Chúng ta phải làm như này. Đấy các bạn thấy không ạ? Rồi. Vậy thì cái phần thừa này ở bên dưới này, chúng ta còn nhớ cái lệnh transform không? Các bạn sẽ bật vào chức năng transform ở đây, chọn cô gái bật transform ở đây và dùng cái công cụ này di chuyển nó phần dưới này. Đấy. Nhớ là cái cô này đang bị thừa nhá. Thì chúng ta vẽ một cái đường bao gióng theo này. Rồi. Và chọn cô gái này. Object clipping mask please insert à, xin lỗi power clip. Bấm vào cái đường, thế là các bạn bỏ viền đi. Đúng không ạ? Với cái hình này thì các bạn có thể cho shift up lên trên, hình xuống dưới. Cái chỗ này có lẽ là chúng ta phải xử lý nhẹ hơn một chút. Đấy. Rồi. Finish cho nó xong. Vậy thì thế là còn lại một số cái các bạn có thể tùy chỉnh đúng không ạ? Bây giờ cái cụm này này cho nó lên trên nhá. Bằng cách là chúng ta quét qua. Bỏ thằng này đi. Ship thằng này xuống dưới cùng. Cái thằng này này đang khóa lại này. Người ta bật kích phải và ta bỏ lốc đi. Rồi. Đấy. Nó sinh ra cho chúng ta vài cái đối tượng các bạn. Rồi đấy. Và chúng ta xử lý xong cái phần đấy đúng không? Bây giờ nhập cái logo vào. Ở đây thì mình đang lấy tạm một cái logo này chẳng hạn. Trong trường hợp mà các bạn có thể làm các cái logo nó khác đúng không ạ? Ví dụ thế bây giờ mình đang lấy tạm nhá. Bởi vì tránh cái yếu tố nhiều thứ lắm. Thì mình cứ nói ở đây mình gọi là lấy tạm thôi. Đấy, zoom to lên. Đúng không ạ? Mình đang lấy tạm cái logo này. Rồi.
thì các bạn làm, các bạn có thể lấy bất kỳ cái logo chiều nào chẳng hạn, ví dụ thế. Bây giờ mình tắt cái này đi, cái này có vẻ nó mờ mờ, mình nhập Ctrl Y vào. Bây giờ giả sử thôi, mình không phải lấy cái này nữa, mình sẽ, bởi vì đã up lên mà, cho nên mình sẽ lấy tạm cái logo của mình. Mình sẽ lấy tạm cái logo của mình nhá, đây. Ví dụ thế đúng không? À không được, bởi vì đây mình đã để tên rồi, cho nên mình sẽ phải dùng cái logo đấy thôi. Ctrl Y, chọn vào. Đó. Rồi bấm vào phần đào tạo, bấm vào phần bài kiểm tra. Đây rồi, quét vào đây một cái, thế là các bạn được cái hình này đúng không? View xem nào. Rồi chúng ta đã về chế độ này đi, zoom to lên, vậy là chúng ta khá là nét rồi đúng không? Bây giờ còn lại mấy cái chữ này thôi. Bây giờ mấy cái chữ này làm như nào? Đầu tiên là mình phải xử lý cái thằng hình này đã. Bo cho nó, nhấn phím F10, bo cái góc này nó mềm một chút này. Rồi đổ màu trắng cho nó, xem là nó màu gì, màu vàng à. Rồi màu vàng thì chúng ta dùng công cụ eraser đo màu thôi, đổ vào đây. Không đo được đúng không? Chọn công cụ này, rồi đo cái màu vàng bổ đây. Rồi và chúng ta có cái giải màu này và nhấn phím G ta điều chỉnh này, hoặc ngược lại này. Sau khi xong đúng không? Kích phải nó xong này, bây giờ mình xiên cho nó một chút kích của nó, cái các bạn xiên lên đi cho nó căn đúng tỷ lệ. Cái gì đây, bây giờ nội dung nó gì, các ngành. Rồi xử lý thêm, dùng công cụ transform, bấm vào đây điều chỉnh cái phần này một chút cho nó mờ đi. Rồi gõ chữ các ngành vào. Ở đây các bạn sẽ gõ chữ các ngành vào nhá, nhấn phím F8. Rồi mình sẽ cho nó bold ở đây. Các ngành này thì mình đang lấy tạm thôi nhá. Bấm vào nó này, đẩy xuống. Rồi tương tự như thế, còn mấy cái thứ còn lại bây giờ chúng ta cũng làm đơn giản thôi, cho nó vào này, cho nó bé bé thôi chẳng hạn. Rồi hai cái này để vào đây, cái này cũng tương tự thế, các bạn thấy đấy. Đấy, cái cơ bản là như thế. Cái cơ bản là chúng ta có thể làm được cái bài như thế này đúng không? Mỗi lần chúng ta làm nó sẽ, rồi cái này chúng ta đẩy nó ra đây một chút, có thể cho nó nhỏ đi, có thể cho cái cụm này này, hai cái này tụt xuống chút, rồi cho sát xuống tí, và có thể cho nó màu đấy, hoặc màu xanh của trường đấy. Nếu muốn màu cờ sắc áo thì các bạn làm như thế. Rồi bây giờ mình sẽ ghi thêm các ngành thì viết hoa cái chữ này đi cho nó dễ đúng không? Chọn text, chúng ta chọn phần chia kết, bấm vào nó này, bật cái thằng viết hoa lên. Rồi bấm vào đây ngành đồ họa, bé bé xinh xinh thôi đúng không? Đấy, xuống đây lập trình đúng không? Công nghệ lập trình. Rồi đấy, tiếp tục ở đây thì chúng ta có thể đưa nó sang ví dụ như là ngành du lịch, ngành kinh tế. Thì đây là cái cách mà chúng ta làm một cái bài hết sức là đơn giản ở trong Corel. Bây giờ thế này, mình để màu đỏ đi hoặc mình để màu xanh đi đúng không? Nếu mà là cái thương hiệu của các bạn nó có nhiều màu sắc như thế thì chúng ta có thể vận dụng tất cả các màu rất đẹp đúng không? Đấy, thấy không? Bởi vì cái logo này nó có 3 màu. Vậy còn mấy cái chữ bên dưới xinh xinh cái bé thì chúng ta có thể đưa thằng này ra. Ví dụ như là 0987521466, ví dụ thế. Tòa tướng là chẳng hạn. Rồi thêm chữ hotline đây.
Đấy. Cái chữ hotline thì bé bé thôi, căn giữa của nó. Phím C. Các bạn bấm vào và bây giờ các bạn cho nó không phải like nữa. Phím C này căn giữa. Bây giờ các bạn thêm chữ website hoặc cái gì đó vào đây đúng không ạ? Ngày chẳng hạn. Cái phần này là nội dung minh họa thôi nhỉ. Ngày 30/09 sửa 2023, hạn nộp hồ sơ, ví dụ thế. Chọn cái này vào căn giữa này nó, để căn giữa được chúng ta chọn hình thứ nhất, nhấn hình thứ hai, nhấn shift hình thứ hai và nhấn phím C. Rồi vậy là các bạn đã xong cái bài đúng không ạ? Ở đây thì thêm mấy cái đường line line để làm bằng cách nào thì chúng ta làm tương tự như vừa giờ thôi. Chọn này, sau đó đổi màu cho nó để chúng ta nhìn cho nó dễ. Và các bạn nhấn đến phím F10. Bò góc của nó. Cái hình này đang to quá đúng không ạ? Cho nó bé bé lại. Này cho nó công nghệ một chút. Và các bạn dùng transparency. Kéo nó lên. Đấy. Rồi. Thì cái hình đấy các bạn đã xử lý xong đúng không ạ? Rồi tiếp tục cái bên này cũng thế. Ta lật ngược nó lại. Đấy. Vậy là các bạn làm một cái bài nó còn đẹp hơn cái bài của mình làm lúc nãy đúng không ạ? Bây giờ xong cái hình này mình unlock, mình xóa đi. Các bạn nhìn rất là đẹp đúng không? Thì đây là cái hình mà chúng ta làm rất là nhanh. Đâu đó mất 20 phút. Ctrl S này nhá. Ví dụ bây giờ mình sẽ ghi vào đây là bài kiểm tra này, bài 4. Bài 4 này. B. Rồi. Thì đây nếu mà giả sử các bạn làm cho một cái thương hiệu màu cờ sắc áo, chúng ta làm như thế đúng không? Bây giờ mình file, mình xuất file bằng X, Ctrl E. Bật nó lên. Bài kiểm tra bài 4 này. Rồi. Để chế độ màu RGB và kéo xuống kiểm tra độ phân giải, nhấn OK. Bây giờ kiểm tra file nó xem nào. Đây rồi. Thì đây chính là cái thành quả mà mình vừa mới hướng dẫn các bạn. Thì tất cả các phần bài này mình cũng sẽ lại up lên trên YouTube nhé. Thì các bạn tham khảo, các bạn xem, các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.